Chào mừng anh em đến với kênh Pizza Giải trí Mịt Vườn 3Q Shop, dân quê mê pizza. Chúc anh em xem video vui vẻ. Cũng được luôn, nghe nói mang qua giờ luôn. Trời ơi, trời. Trời ơi, dẫn là nghe được bây giờ nhiều như mấy người mình thấy được cái này còn mấy trường hợp mà vậy á, tại vì nó quá ngon, gì mà không bê vô? Nó bê vô chém hụt rồi đó. Này. Đổi thì miếng là cũng nhẹ xíu hụt luôn, dám hụt đó, nhẹ. Nhẹ xíu nữa hụt nữa. Hơi ngán dữ rồi đó. À. Khách lại. Đỡ tội chút xíu để lên quá chết à. Hai bảy điểm. À, mắng tài dưới số đẹp chưa? Thở mà. Rồi rồi băm nữa rồi, ngay góc về nữa rồi, chết nữa rồi. Thở mà. Chào. Thở khéo đó. Đây, đây, xử lý như thế nào đây? Để coi làm như thế nào đây. 7 cũng được rồi, tới đó là cũng được rồi. Vì sao muốn con trắng vậy anh Quang? Đa chưa? Ai đi ai? Ôi trời. Anh thấy ghê không? Xém nữa là đi rồi. Lâu 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 không nghe à, không nghe cũng cool nữa. Trắng nè. Ai đi tìm ai? Đâu rồi? Đỡ chua dùng đấy. Đỡ ăn chua vợ tính tiền. Trong vậy.
này rồi. Máu dữ gì ra. Không muốn trúng, trúng kiểu không. Gán quá giờ ghép dễ hơn. Vâng. Gió chạy ra các bạn gió, đi. Gió gió. Ủa như 8 thôi không ta? 9. À, 9 hả?
Mạnh quá. Video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.